Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân sống dọc theo cầu Suối Râm thuộc hai xã Xuân Quế và Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, xuất hiện tình trạng xác heo chết vứt quanh suối. Nhiều người lo lắng heo chết theo nguồn nước chảy đi nhiều nơi, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường. Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn cầu Suối Râm xã Sông Nhạn xuất hiện nhiều xác heo chết đang bốc mùi hôi thối tại hai bờ suối. Theo người dân, khi họ đi làm rẫy, nghe mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Kiểm tra kỹ, người dân phát hiện 3 con heo con và 1 con heo mẹ không được bao bọc đang nổi lên mặt nước và đã trong quá trình phân hủy. Ruồi, nhặng, bọ gậy đang vây kín xung quanh, mặt nước đen ngòm mùi hôi thối nồng nặc. Nhằm đảm bảo môi trường sống của người dân và hạn chế ô nhiễm, thiết nghĩ ngành chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi xả thải, vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng và các con suối.